Cái bệnh lý mà cũng hay gặp ở trên lâm sàng các bạn sẽ thấy đó là bệnh lý về hemophili. Thì đối với lại bệnh lý hemophili á, là bệnh lý như thế nào? Thì thứ nhất các bạn phải nhớ đây là một bệnh lý di truyền liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính X, từ đó là nó gây ra tình trạng thiếu hụt yếu tố đông máu. Nếu như mà thiếu yếu tố đông máu 8 á, thì được chẩn đoán là hemophilia A, và thiếu yếu tố đông máu 9 thì được gọi là hemophilia B. Thì đây là một cái hình ảnh của một cái nhiễm sắc thể. Thì cả hai cái gen quy định cho cái tạo ra yếu tố đông máu 8, 9 nó đều nằm trong nhiễm sắc thể X cả. Thì yếu tố 8 thì cái gen này người ta đặt là gen F8, và yếu tố 9 là đặt là gen F9. Thì đối với là cái bệnh lý này nó ảnh hưởng như thế nào? Thì hiện nay á, cái bệnh lý này nó ảnh hưởng khá là nhiều. Thì ước tính trên toàn thế giới có khoảng cỡ là 1.125.000 người bị, và đa phần ở trong đó thì chưa được chẩn đoán. Trong số đó thì có khoảng cỡ 418.000 người là mắc bệnh hemophilia nặng. Tại Việt Nam thì sao? Tại Việt Nam thì hiện nay thì cũng chưa có một cái báo cáo nào cụ thể gần đây. Tuy nhiên theo một nghiên cứu tại Đại học Y Dược Hà Nội thì năm 1996 thì ước tính có khoảng cỡ 6.000 bệnh nhân. Trong đó có khoảng 30.000 người mang gen bệnh, và một nửa số bệnh nhân là chưa được phát hiện. Một nửa như vậy có khoảng cỡ 3.000 bệnh nhân, đến nay có lẽ là hơn rồi, hơn 3.000 bệnh nhân á là chúng ta vẫn chưa phát hiện, thì họ có thể là bị bệnh ở thể nhẹ và trung bình. Thì như vậy á, tần suất về mắc bệnh hemophilia và B như thế nào? Đối với lại hemophilia thì chiếm khoảng cỡ là 80 đến 85% đau trong cái bệnh đi chảy máu, và hemophilia B thì ít hơn, tầm khoảng cỡ 15 đến 20%. Thì tỷ lệ hiện mắc của hemophilia là khoảng cỡ 17 trên 100.000 nam, và hemophilia B là 3,8 trên 100.000 nam. Và tỷ lệ hiện mắc khi sinh là cũng khoảng hemophilia cũng vẫn cao gấp 5 lần so với hemophilia B. Thì đối với là cả bệnh lý này á, các bạn phải để ý, mặc dù là bệnh nhân là có tình trạng là di truyền bệnh qua nhiễm sắc thể giới tính X, tuy nhiên hai cái bộ gen này đều rất là dễ bị đột biến mới, và có 30% là có thể là một cái tình trạng mà đột biến mới. Cho nên khi mà khai thác tiền sử lâm sàng thì các bạn có thể khai thác là gia đình đó có những cái người nam ở bên họ ngoại, như là ông ngoại rồi như cậu, hoặc là những anh em trai bên phía họ mẹ là mắc bệnh. Tuy nhiên là có 30% là hoàn toàn không có tiền sử gia đình gì cả, là do những cái đột biến mới. Cho nên khi mà mình khai thác mình thấy bệnh di truyền, tại sao mà di truyền mà đang thấy ông rồi cạo rồi không có ai bị hết nhưng mà trẻ vẫn bị, thì các bạn phải nhớ là có khoảng 30% đột biến mới, nhưng cái gen này rất là dễ bị đột biến. Và đối với những trường hợp nặng thì có đến 50% là có tiền sử gia đình, không có tiền sử gia đình là mắc bệnh. Cái cơ chế bệnh sinh này thì chắc chúng ta bỏ qua nha. Các bạn nắm cái dòng thác trong máu là các bạn được rồi. Thứ bảy, cái việc mà thiếu yếu tố 8-9 nó sẽ làm ức chế cái con đường đông máu nội sinh, con đường huyết tương, từ đó nó sẽ làm cho bệnh máu có đông. Các bạn sẽ thấy khi một mạch máu bị tổn thương thì đối với lại một cái mạch máu bình thường á, thì nó tạo thành những cái màng sợi fibrin này, nó ngăn cách ngăn cản, nó giúp cầm máu. Trong khi đó bạn hemophilia á, thì nó không có tạo ra được những cái cục máu đông để mà nó cản lại, và các bạn thấy tình trạng xuất huyết nó vẫn tiến triển. Đối với lại một người bố còn bình thường, lấy một người mẹ mang gen, thì khi mà sinh ra thì mình sẽ thấy rằng là có 25% á, là sinh ra một đứa trẻ gái bình thường, 25% là vẫn sinh ra là trẻ mang gen, 25% là sinh ra là con trai bình thường, và 25% là sinh ra là trẻ nam bị bệnh. Còn đối với lại nếu như mà một người phụ nữ bình thường mà lấy một cái người bố mang bệnh á, thì các con của họ không bị bệnh, mà chủ yếu là những cái trẻ gái là họ sẽ mang gen mà thôi. Mặt về mặt lâm sàng á, thì cái tuổi mà xuất hiện cái bệnh lý ta sẽ phụ thuộc vào cái mức độ của bệnh. Thì người ta nhận thấy rằng đối với lại những trường hợp mà bị thiếu máu mà
bệnh lý ưa chảy máu mà nặng á, thì người ta sẽ phát hiện trong vòng khoảng 1 tháng đầu đời. Tuy nhiên đó là những trường hợp nhẹ thì người ta mất khoảng cỡ là 36 tháng người ta mới chẩn đoán được. Tình trạng xuất huyết này xảy ra sau một cái sang chấn là dù nhỏ, thường gặp hay gặp nhất ở Việt Nam của chúng ta, ở Đà Nẵng. Ở Đà Nẵng trước đây thì mình còn rất ít để ý. Đến khi mà tình trạng là có các bao quy đào của một cái vị cũng là lãnh đạo ở bên thành phố, thì khi đó mới phát hiện ra được là có bệnh lý hemophili, và từ đó bệnh lý hemophili mới được quan tâm. Thì biểu hiện lâm sàng của bệnh lý hemophili là các bạn sẽ thấy rằng là có một cái tình trạng là xuất huyết quá mức, khi mà chúng ta bị đứt tay hay là chúng ta bị chấn thương. Thường thường khi mà đứt tay các bạn chỉ cầm lại trong vòng khoảng 30 giây 1 phút là các bạn sẽ cầm máu được. Để trong khi đối với là một em bé mà nó bị đứt tay, nó cứ chảy máu rỉ rả miết cả ngày. Thứ hai là có nhiều cái mảng bầm trên da. Thứ ba là có thể là bị xuất huyết sau khi mà chúng ta tiêm vaccine, sau khi tiêm vaccine có một con, đặc biệt là tiêm bắp nữa, thì về chúng ta thấy một mảng tụ máu ở dưới da. Hoặc là triệu chứng thứ tư là có thể là chảy máu kèm thường xuyên và khó cầm. Triệu chứng thứ năm là mà đây là triệu chứng hay gặp, đó là tình trạng mà sưng đau các khớp, cảm giác căng trong các khớp. Đây là tình trạng xuất huyết khớp rất là hay gặp trong bệnh hemophilia. Còn biểu hiện khác nữa đó là có thể là tiểu ra máu hoặc là đi cầu ra máu. Thì như vậy tần suất mà xuất huyết thì các bạn sẽ thấy là hay gặp nhất là trong xuất huyết khớp, có đến 70 đến 80% là xuất huyết khớp. Còn lại những cái tình trạng xuất huyết khác như xuất huyết trong cơ chỉ khoảng cỡ là 20%, xuất huyết não số đồ thì dưới 5%. Những vị trí nào là những vị trí hay gặp trong xuất huyết khớp? Thì những vị trí hay gặp trong xuất huyết khớp của các bạn sẽ để ý, đó là khớp gối, gối, khớp cổ chân và là khớp khuỷu. Những khớp này là những khớp bản lề thì rất là dễ hay bị, khớp gối, khớp cổ chân và khớp khuỷu. Còn là những cái vị trí khác nó cũng có gặp nhưng mà ít hơn, là khớp vai này, khớp cổ tay, khớp hông ít gặp. Và xuất huyết trong cơ hay gặp nhất là trong cơ ở vùng vùng bắp chân. Và khi mà xuất huyết ở trong này, các bạn cần phải lưu ý đến một cái hội chứng chèn ép khoang hay trong trường hợp mà xuất huyết tiến triển. Và có đến 80% đó là cái tình trạng xuất huyết là tại khớp nha. Thì như vậy tiến triển của một cái viêm khớp như thế nào? Tình trạng xuất huyết khớp này á, ban đầu khi mà xuất huyết khớp sao nó sẽ gây ra một cái tình trạng là nó viêm một cái màng hoặc dịch cấp tính. Nếu như mà chúng ta điều trị không đầy đủ á, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái khớp của chúng ta nó sẽ bị phì đại lên, nó bị xuất huyết lâu ngày nó sẽ bị phì đại lên, rồi dần 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 những cái xương ở trong này nó sẽ bị thoái hóa cứng khớp, làm cho em bé nó bị teo cơ cứng khớp và những khớp nó bị biến dạng. Đối với những trường hợp mà xuất huyết nặng là chủ yếu là những xuất huyết về khớp, còn những xuất huyết đe dọa tính mạng thì có 3 vị trí các bạn cần phải lưu ý, đó là xuất huyết nội sọ, xuất huyết cổ họng, bởi vì cái này nó có thể làm tắc đường thở, và thứ ba là xuất huyết tiêu hóa. Đây là một hình ảnh mà các bạn cần phải nghĩ đến, em bé có tình trạng là nó bị bệnh lý hemophilia trên lâm sàng. Thứ nhất là bệnh nhân nam có một cái khối tụ máu ở cái vùng đầu sau khi sinh. Đây là tụ máu sau một cái sang chấn, bé nó bị xuất huyết, nó không có cầm được. Đây là tình trạng mà xuất huyết khớp gối, một tình trạng mà gối nó sưng nám, đau nhưng mà không có cái tình trạng đỏ và không có tình trạng nhiễm trùng. Đây là tình trạng tụ máu trong cơ. Các bạn sẽ thấy khi mà chúng ta, nếu như chúng ta điều trị không có đầy đủ á, thì rất là đáng tiếc là bệnh nhân nó sẽ bị phì đại cái khớp đi. Bệnh nhân sẽ bị giới hạn vận động, các cơ rồi nó bị teo đi, bị co rút, rất là tội ha. Và đây là một em bé khác không chẩn đoán được là bị xuất huyết do hemophili. Thì trước đó là bệnh nhân có một tình trạng nó bị té ngã, chấn thương và gây ra tình trạng mà xuất huyết ở trong khớp này. Thì sau khi mà vô bệnh viện thì trước đó là người ta cũng không có để ý bệnh lý hemophili, mà người ta tiến hành người ta điều trị nhiễm trùng, chọc hút dịch trong ổ khớp, tình trạng nhiễm trùng ngày càng tiến triển, bệnh nhân bị xuất huyết khớp, làm tình trạng nhiễm trùng không kiểm soát được. Khi mà chuyển lên tuyến trên thì phát hiện ra hemophili thì em bé nó phải bị đoạn mất cái một cái phần chi. Em bé rất là đẹp trai, rất là sáng sủa nhưng mà các bạn sẽ thấy nó rất là tội. Như vậy về cận lâm sàng thì các bạn sẽ làm cái gì? Về cận lâm sàng thì các bạn sẽ thấy rằng là thời gian prothrombin, PT nó sẽ bình thường, thời gian thromboplastin thì nó sẽ kéo dài.
thường gấp 2 đến 3 lần so với bình thường. Những cái xét nghiệm khác là fibrinogen bình thường. Và khi chúng ta định lượng yếu tố 8 và yếu tố 9 là nó sẽ giảm dưới 40%. Đây là phân độ về mức độ nặng của bệnh. Bình thường lượng yếu tố 8-9 trên 40% là giúp cầm máu. Từ 40 cho đến 5% là mức độ nhẹ, từ 5 đến 1% là mức độ nặng trung bình và dưới 1% là mức độ nặng. Thì tương ứng với lại mức độ thì nó sẽ có những biểu hiện lâm sàng. Ví dụ như là mức độ nặng á, thì nó sẽ có biểu hiện lâm sàng, nó sẽ chảy máu tự phát. Mức độ vừa á, thì thường là nó sẽ rất ít khi chảy máu tự phát. Tuy nhiên là trong những tình trạng phẫu thuật á, thì nó sẽ gây ra tình trạng chảy máu kéo dài. Và nhẹ á, thì hiếm khi mà bị xuất huyết. Chính những trường hợp nhẹ như thế này á, là nó rất khó phát hiện trên lâm sàng. Từ đó là bệnh nhân có thể là gây ra truyền bệnh cho những cái người đời sau rất là nhiều. Một trong những cái bệnh mà các bạn cần chẩn đoán phân biệt giữa hemophilia A với lại cái yếu tố bệnh lý đó là bệnh lý phân của Lebrun. Các bạn sẽ thấy lúc nãy anh Trâm có một sơ đồ có ghi cái hình đó là yếu tố phân của Lebrun này là yếu tố giúp chữa trở yếu tố 8. Nếu như mà các bạn á, mà cái thiếu yếu tố phân của Lebrun này á, thì làm cho bệnh nhân không có cái gì để chữa trở yếu tố 8 mà làm giảm yếu tố 8 trong đó. Thì đó là một trong những cái bệnh lý mà các bạn cần phải để ý về bệnh lý phân biệt. Việc điều trị này thì hiện tại có hai cái liệu pháp điều trị. Biện pháp thứ nhất là chúng ta sẽ điều trị thay thế, và thứ hai là điều trị hỗ trợ. Điều trị thay thế là như thế nào? Tức là các bạn hiện tại thiếu yếu tố 8 thì các bạn truyền yếu tố 8, thiếu yếu tố 9 thì các bạn truyền yếu tố 9. Thì cái này sẽ có một cái bảng, có một cái bảng để các bạn đánh giá và cũng như là tính toán cái liều lượng cần thiết đối với những trường hợp xuất huyết gì thì các bạn truyền như thế nào. Hay một số trường hợp điều trị cụ thể. Và hiện nay người ta đã có một cái hướng mới trong cái việc điều trị cái bệnh lý này, đó là sử dụng cái liệu pháp không thay thế, tức là người ta không có truyền yếu tố 8, yếu tố 9 nữa, mà người ta sử dụng một cái khác để điều trị, và đây là điều trị trong bệnh lý hemophilia mà thôi, đó là emicizumab. Thì emicizumab này á, nó có hình thái nó cũng tương đồng giống là một cái cào nối thay thế cho yếu tố 8, giúp hoạt hóa yếu tố 9 và yếu tố 10. Nên các bạn có thể xem đây là cái hình ảnh của yếu tố 8 nè. Thì như vậy yếu tố 9 này, cái emicizumab này nó cũng có hai cái cầu nối như thế này, nó cũng giúp hoạt hóa được yếu tố 8 và yếu tố 9 và yếu tố 10. Từ đó nó sẽ làm cái hoạt hóa con đường đông máu nội sinh và từ đó nó sẽ giúp cầm máu. Tuy nhiên đối với là những trường hợp emicizumab thì chủ yếu là để điều trị trong những trường hợp mà dự phòng, trong những trường hợp bệnh nhân bị thiếu yếu tố 8 bẩm sinh, không điều trị được bệnh lý thiếu yếu tố 9. Và thứ hai là không dùng trong những trường hợp mà điều trị trong những bệnh lý mà thiếu yếu tố đông máu nặng đang có tình trạng xuất huyết xảy ra. Các biện pháp khác hỗ trợ đó là nay là người ta có cái biện pháp đó là RISE hoặc là FRISE. Thì nay thì người ta có những biện pháp. Thứ nhất, khi mà chúng ta xảy ra xuất huyết thì chúng ta cần phải bảo vệ cái vị trí đó, nó tránh bị tác động thêm từ yếu tố bên ngoài. Thứ hai là phải cho nằm nghỉ ngơi. Thứ ba là chúng ta phải chườm lạnh. Chườm lạnh thường chườm ở trong vòng 1 đến 2, trong vòng 2 ngày đầu tiên. Chúng ta sẽ chườm lạnh trong vòng khoảng 15 đến 20 phút và vài lần trong ngày. Trong ngày thường có tầm khoảng từ 5 lần chẳng hạn. Còn cả 2 đến 3 tiếng chúng ta thực hiện một lần. Và chỉ thực hiện trong vòng 2 ngày đầu tiên. Sau đó đến những cái ngày sau á, chúng ta cần phải có tình trạng tái tưới máu để hấp thu những cái dịch xuất huyết. Thì như vậy những trường hợp đó chúng ta phải tiến hành chườm ấm sang những ngày sau. Vấn đề thứ ba là chúng ta cần phải băng ép để tạo một áp lực làm giảm bớt tình trạng xuất huyết đi. Và vấn đề cuối cùng là chúng ta phải kê cao chi để cho nó nâng cái độ hồi lưu của cái trong tĩnh mạch về để chúng ta giảm tình trạng phù nề. Một cái điều mà làm cho chúng ta khó khăn trong cái việc điều trị bệnh lý hemophilia này đó là việc sinh ra chất ức chế. Khi chúng ta điều trị những yếu tố 8 đông khô và yếu tố 9 đông khô thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện những cái kháng thể kháng lại đối với lại những yếu tố chúng ta đưa vào và từ đó mà gây cho chúng ta thất bại điều trị. Thì hiện tại thì đối với lại tỷ lệ kháng với yếu tố 8 là đến khoảng cả là 30% và kháng yếu tố 9 là dưới 5%. Những cái yếu tố 8 và yếu tố 9 mà để giúp cho các bạn cầm máu khi mà các bạn làm thủ thuật thì ít nhất là trên 50%.
Một đơn vị yếu tố 8 thì có thể giúp bạn nâng yếu tố 8 lên 2%. Ví dụ như là bệnh nhân bị xuất huyết khớp vào viện khi mà chỉ có là yếu tố 8 khoảng cỡ là 1%, thì như vậy các bạn để mà cầm máu thì các bạn phải nâng lên tầm 40%, thì như vậy là mình sẽ cần là tầm khoảng cỡ 20 đơn vị trên ký, thì như vậy nó sẽ nâng lên được. Trong khi đó nếu là cũng một yếu tố chính thì yếu tố chính là một đơn vị trên ký nó chỉ giúp tăng được 1% mà thôi. Đối với yếu tố chính chúng ta phải sử dụng liều lượng cao hơn và phải đến 40 đơn vị trên ký. Dạ, còn những cái khác thì các bạn có thể đọc thêm. Như vậy đối với lại hiện nay thì đối với lại những cái bệnh lý về rối loạn đông máu nói chung cũng như là xuất huyết giảm tiểu cầu và hemophilia nói riêng á, thì có bị ảnh hưởng gì đối với lại cái bệnh lý COVID cũng như là vaccine ngừa COVID hay không? Thì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng á, đối với lại những người mà bị bệnh rối loạn đông máu thì không có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao hơn so với lại các đối tượng khác. Cho nên nhóm này không phải là nhóm ưu tiên để tiêm chủng. Như vậy đối với lại bệnh lý này giống như là những người bình thường khác không có nguy cơ nhiễm cao hơn. Tuy nhiên khi mà sử dụng vaccine đối với lại những trường hợp bị hemophilia hay là xuất huyết giảm tiểu cầu á, thì việc điều trị tiêm phòng vaccine này là tiêm bắp, cho nên có khả năng gây ra tình trạng mà bị xuất huyết sau đó. Thì người ta khuyến cáo hiện nay là nên sử dụng những cái kim nhỏ cỡ 25 gram hoặc là 27 gram để tiến hành tiêm chủng cho những bệnh nhân mà bị có tình trạng xuất huyết như thế này. Thì sau khi mà tiêm xong thì các bạn cũng phải khuyến cáo người ta là ấn vào vết thương vị trí tiêm ít nhất là 10 phút và không có được tiến hành day. Vì khi mình day như vậy á, là nó sẽ làm phá vỡ đi cái cục máu đông này. Mình chỉ ấn giữ nguyên trong vòng 10 phút và sẽ nên kiểm tra theo dõi tại vị trí tiêm 2 đến 4 giờ sau tiêm để mình đảm bảo là không có một tình trạng tụ máu muộn. Đối với lại những trường hợp mà bệnh nhân bị hemophili, bệnh máu khó đông ở mức độ nặng hơn mức độ trung bình mà cần có điều kiện để mà tiêm vaccine thì các bạn cần phải nâng cái yếu tố 8 hay yếu tố 9 đó trên 10%, trên 10% thì mới không có nguy cơ gây ra tình trạng xuất huyết nặng. Đối với những trường hợp mà bị thiếu yếu tố 8 bẩm sinh thì có thể sử dụng emicizumab để điều trị dự phòng trước khi tiêm. Đối với những người trường hợp mà bị xuất huyết giảm tiểu cầu thì sao? Đối với những trường hợp xuất huyết giảm tiểu cầu thì cần phải nâng cái tiểu cầu của bệnh nhân lên trên 20.000 trên mm khối. Đó là một cái điều kiện hoàn toàn để các bạn tiêm phòng vaccine. Trong trường hợp không thể nâng cái tiểu cầu lên được trên 20.000 thì các bạn vẫn có thể tiến hành tiêm vaccine nhưng mà phải đảm bảo những cái yếu tố hỗ trợ. Ví dụ như cần phải là sử dụng kim nhỏ nhất, cần phải để ép trong vòng 10 phút. Và có thể sử dụng một số loại sản phẩm hỗ trợ để mà giúp bền vững cái sợi fibrin, ví dụ như là transamin hoặc là cái epsilon aminocaproic. Và hiện nay các loại vaccine mà được khuyến cáo để mà điều trị trong tiêm vaccine cho những người bị hemophilia hoặc là bị xuất huyết giảm tiểu cầu thì hiện nay người ta của CDC Hoa Kỳ hoặc là cái cơ quan quản lý thuốc ở Vương quốc Anh thì người ta cũng chỉ có là khuyến cáo sử dụng vaccine Pfizer và của BioNTech để mà tiêm cho những người này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta cũng đã có 2 tiếng rưỡi đồng hồ để nói chuyện về trong buổi chiều hôm nay. Thì bài giảng của anh thì đến đây là hết. Thì nếu các bạn gì có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc là các bạn có thể gửi vào cái khung chat để anh sẽ xem và trả lời. Rồi này. Khi mà mình chẩn đoán phân biệt bệnh Bonjour, bệnh Bonjour Blend với lại bệnh Hemophilia thì mình có thể dựa vào xét nghiệm hay là cái triệu chứng lâm sàng nào để phân biệt được ạ? Đối với là cái bệnh lý này á, thì các bạn cần phải quay lại cái chỗ cái sơ đồ đông máu một chút. Thì trong đó thì các bạn có thể là sử dụng một cái số những cái nghiệm pháp và một số xét nghiệm để các bạn có thể là phân biệt ban đầu. Ví dụ như hiện tại á, đối với lại trường bệnh lý về cái hemophilia cũng như là
hemophilia ấy, thì đa phần là xảy ra ở trẻ nam. Cho nên trước mắt mình sẽ xem như đã coi thử là bệnh nhân này ấy, là trẻ nam hay là trẻ nữ. Nếu như đây là một trẻ nữ thì mình nghĩ nhiều đến đó là bệnh lý về vùng Willebrand. Trường hợp thứ hai nữa, đó là mình sẽ đánh giá thêm một chút nữa, đó là cái vùng Willebrand á, là mình sẽ tham gia vào cái việc cầm máu ở trong cái kỳ đầu, tức là khi mà mạch máu mà nó bị tổn thương á, bộc lộ ra cái lớp collagen dưới mạch máu, thì như vậy á cái vùng Willebrand này á, nó sẽ đánh cái chính vào cái lớp collagen dưới nội mô đó. Thì một trong những cái xét nghiệm mà giúp các bạn đánh giá cái cầm máu kỳ đầu đó là chúng ta sẽ đánh giá thời gian máu chảy TA, là cái hình sau thì các bạn sẽ thấy, và đó là đánh giá về cái cầm máu kỳ đầu thời gian TA. Thì như vậy các bạn làm một cái xét nghiệm về thời gian máu chảy, nếu như mà thời gian máu chảy ở trên bệnh nhân đó mà kéo dài thì như vậy bệnh nhân đó là bị vùng Willebrand. Còn nếu như mà thời gian máu chảy mà bình thường thì đó là bệnh nhân bị thiếu yếu tố 8. Nếu như mà không có điều kiện để làm những cái đó và để khẳng định sâu hơn thì khi đó là mình sẽ tiến hành làm thêm những cái xét nghiệm khác, ví như như là định lượng yếu tố vùng Willebrand và đo hoạt độ yếu tố vùng Willebrand, tức là mình sẽ đánh giá về số lượng và chất lượng của yếu tố vùng Willebrand như thế nào. Thì đó là những cái yếu tố mình có thể giúp phân biệt giữa bệnh lý vùng Willebrand và hemophilia. Còn lại đối với trong những trường hợp mà bị vùng Willebrand nặng tiếp 2B và bệnh lý hemophilia A, thì nếu như mà đẻ trai thì về mặt lâm sàng á, nó sẽ tương đối nó sẽ giống nhau, bởi vì cái nồng độ yếu tố 8 ở trong cả hai trường hợp nó đều thấp cả. Cảm ơn ạ. Dạ, bác cho em hỏi một câu ạ. Em cứ nói đi. Dạ, về cái chỗ mà các dấu hiệu cảnh báo ở trẻ mắc ung thư á, thì cái thời gian xuất hiện của những triệu chứng thì nó ý là những cái triệu chứng đó thì có cái khoảng thời gian xuất hiện nào đó thì mình mới nghĩ tới bệnh lý ung thư không ạ? Tại vì ví dụ như là trẻ xanh xao bầm tím hoặc là chảy máu thì trong một khoảng thời gian ngắn thì mình cũng chưa có nghĩ tới cái đó. Là em muốn xin hỏi là khoảng thời gian khoảng bao lâu thì mình sẽ nghĩ tới ạ? Dạ em cảm ơn. Cái này tại anh soạn cái bài mới này chắc là anh bỏ sót một slide. Đó là đối với lại cái trường hợp mà ung thư ở trẻ em á, là một trường hợp diễn biến rất là cấp tính, đặc biệt nhất là đối với lại những trường hợp mà mình nghĩ đến là vấn đề về ung thư máu. Thì thời gian để mà xuất hiện những cái triệu chứng mà mình nghi ngờ á, thì ví dụ từ lúc mà em bé có triệu chứng khi khởi bệnh, các bạn trong vòng khoảng cỡ là 2 tuần cho đến 1 tháng trở lại là đã có khả năng là bị ung thư rồi, chứ không phải là kéo dài như người lớn. Thường đối với lại cái quá trình mà bị ung thư của người lớn có thể kéo dài từ 1 năm, 2 năm đến nhiều năm. Tuy nhiên đối với bệnh ung thư rất là cấp tính. Ví dụ cách trước đó bệnh nhân trong vòng khoảng cỡ cách 1 tháng hoặc cách 2 tuần bệnh nhân xét nghiệm hoàn toàn bình thường, nhưng mà trong vòng 1 tuần 2 tuần trở lại đây bệnh nhân có những biểu hiện cấp tính, da xanh xao, niêm mạc nhạt nhạt, thì đó cũng là một trong những yếu tố mình nghĩ đến bệnh lý về ung thư ở trẻ em, không cần phải đợi thời gian dài. Đặc điểm của bệnh lý ung thư ở trẻ em là diễn tiến cấp tính, đột ngột và rất là nhanh. Dạ em cảm ơn ạ. Đối với là những khối u trong ổ bụng đó, thì để mà nó mà mình phát hiện được cái khối u trên lâm sàng, hoặc là thay đổi cái hình ảnh của thành bụng, ví dụ như cái bụng nó to bè là nó nhô keo á, thì thường mất thời gian của khối u diễn tiến tầm khoảng ít nhất cũng phải là trên 3 tháng rồi. Còn lại đối với những trường hợp mà da xanh, niêm mạc nhạt hay là những cái mảng bầm tím ở trên da thì thời gian rất là nhanh. Tại vì cái đời sống của tiểu cầu á, nó chỉ ở trong vòng khoảng cả 1 tuần là nó hết rồi. Cho nên là khi mà đã có những cái triệu chứng mà xâm lấn tủy hoặc là bệnh lý ở biểu hiện ở tủy thì khoảng 1 tuần sau là nó đã có thể có những biểu hiện ra ngoài. Mời các bạn khác có câu hỏi gì thêm không?
Nếu như mà không có câu hỏi nào khác thì chắc là chiều nay chúng ta tạm nghỉ ở đây. Nếu như mà có